quý khách hàng của mình, một trong những dáng chân váy bò quốc dân và vô cùng đa năng để các quý cô có thể dễ dàng kết hợp với rất nhiều kiểu áo khác nhau trong thời tiết mùa hè. Thiết kế chân váy bò mềm đến từ Melia quả thực sẽ là thứ vũ khí tuyệt vời trong thời tiết mùa hè này, bởi nó mang đến cho chúng ta không chỉ là sự thoải mái dễ chịu mà còn là một sự đa năng và linh hoạt ứng dụng. Và với thiết kế chân váy này thì sự kết hợp giữa sự mềm mại của dòng chất liệu vải denim cùng với dáng váy xòe sẽ mang đến cho các quý cô một cảm nhận tuyệt vời, bởi nó siêu hách dáng và sẽ giúp cho các quý cô thoải mái trong từng chuyển động của mình. Và sẽ xinh xắn hơn rất nhiều nếu như các chị yêu chúng ta mix thêm cùng với những chiếc đeo nhỏ xinh như thế này, là các chị yêu hoàn toàn có thể tự tin để đi dạo phố với một thần thái ngút ngàn vạn người mê rồi. Và với mẫu chân váy này thì Melia sẽ recommend cho các quý cô có thể phối kết hợp cùng với những dáng áo phông basic đơn giản, hay là những dáng áo sơ mi, hay thậm chí là tông sệt tông với một chiếc áo denim chẳng hạn. Vậy thì còn chần chờ điều gì nữa nhỉ? Hai cách thức mua hàng quen thuộc đến từ Melia, các quý cô toàn quyền được kiểm tra thoải mái và bên em free ship toàn quốc nếu như các chị yêu đặt hàng online. Còn nếu như có thời gian thì hãy ghé showroom của Melia để thử nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.